Xin chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong buổi thua hôm nay, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, những chứng tích lịch sử do giáo sư Văn Tạo và giáo sư Furuta Moto chủ biên. Với những nội dung chính như sau. Việc tổ chức thực hiện chính sách thu vét thóc gạo của Nhật Pháp Việc thu vét thóc gạo được phản ánh qua các báo chí công khai thời Nhật Pháp thống trị chủ trương chính sách và cơ cấu tổ chức trồng và thu mua đây. Hy vọng những nội dung này sẽ giải đáp cho quý vị một góc nhìn trực diện vào nguyên nhân gây ra nạn đói của dân tộc ta. Xin mời quý vị chú ý theo dõi. nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, những chứng tích lịch sử. Phần 3. Việc thu vết thóc gạo được phản ánh qua các báo chí công khai thời Nhật Pháp thống trị. Những tư liệu dưới đây phản ánh những nội dung chính như sau. Cái gọi là chương trình kinh tế chỉ huy, mục đích chỉ là nhằm độc quyền thu vết thóc gạo làm cho nhân dân Việt Nam bị chết đói và không còn sức để chống lại được chúng. B. Những chính sách được chúng công bố hoặc cho phổ biến công khai trên báo chí như bãi bỏ lệ thu thóc ở toàn hạt Bắc Kỳ hay thành lập ủy ban điều tra để phơi ra ánh sáng những hành động ám muội của liên đoàn thóc gạo và bọn lý dịch tham nhũng đều nhằm che giấu thủ đoạn thâm độc của chúng như bãi bỏ lệnh thu mua thóc của những người ít ruộng lại cưỡng bức thu mua của những người có từ ba mẫu trở lên theo lũy tiến, tức ruộng càng nhiều, tỷ lệ bị thu mua càng cao. Hay lên án bọn liên đoàn và chức dịch tham nhũng là để đổ lỗi rằng chính những người Việt Nam tham nhũng tồi tệ này đã gây nên nạn đói chứ không phải là chúng. C. Những biện pháp mà chúng thực hiện như giảm khẩu phần cung cấp gạo cho nhân dân đô thị từ 15 cân xuống còn 7 cân, vừa để bớt phần gạo cần phải cung cấp, vừa vét thêm được nhiều hơn vừa để thị dân không có đâu mà cứu giúp bà con và những người bị đói. Việc chỉ cho phép chuyên trở tự do trong phạm vi một tỉnh với số lượng dưới 50 cân gạo thực chất là ngăn cấm chuyên trở tự do. Việc không cho mỗi nhà chữ quá 2 tấn thóc, 1 tấn gạo thực chất là để chúng có thể độc quyền thu mua được nhiều. Việc chỉ cho nông phố ngân hàng các tỉnh và các liên đoàn thóc gạo do chúng lập ra được độc quyền thu mua công việc sử dụng bọn quan lại chức dịch tham nhũng vào cơ cấu thu mua tất cả đều là nguyên nhân gây ra nạn đói vấn đề thu thóc ở miền bắc việt nam những tệ hại những kết quả thảm khốc của việc thu thóc chương trình kinh tế chỉ huy có được thi hành đúng nguyên tắc đâu những người cầm quyền pháp cố ý cho thi hành sai nguyên tắc mục đích cốt để cho dân mắc nạn đói kém một khi dân bị nạn đói kém dày xéo theo chế độ thực dân dã man của họ thì lao đao khốn đốn mất hết khí phách còn nghĩ và làm gì được hơn là cúi đầu nghe theo những mệnh lệnh của họ cho nên họ dụng tâm dung túng và che chở sự thừa hành sai lạc và gây ra biết bao tệ nhũng như ta đã thấy à, việc thu thóc ở quê cho thi hành một cách mù quáng không chịu xét thấu tình dân ruộng cấy lúa được nộp đã đành ruộng gieo mạ, ruộng trồng đay, ruộng trồng hoa màu khác cũng phải nộp. Ruộng không cấy nhưng đã chót khai cũng đều một loạt phải nộp thóc cho chính phủ. B. Những kẻ thực hành chức vụ từ trên đến dưới đều được binh vực. Họ cho rằng thu thóc là thu thuế thứ hai, thứ thuế bằng hàng hóa. Việc quan trọng do chính phủ đã sai, ai mà dám trái. C. Những tệ tham nhũng, hà lạm vì đó nảy ra Người ta đã thấy Lý trưởng Trưởng Bạ thu thóc đánh cắp của dân, người đi thu thóc đánh cắp lại của Lý Trường Trưởng Bạ. Hai hạ người này đánh cắp của dân rồi vi thiền với quan địa phương để cầu che chở. D. Các quan địa phương hay các quan tỉnh là những phi lôi rất trung thành với chính phủ Pháp, hoặc đã nhận được mật lệnh hoặc không ít thấy xét hay không bao giờ xét những đơn khiếu nại về sự oan uổng hà hiếp thuộc việc thu thóc có thể có rất nhiều hồ sơ ở các nhà chức trách. E. Việc thu thóc ở quê đã xảy ra biết bao ác tệ, rút lại chỉ lợi cho hạng người thu thóc là những tay sai con cưng của những người Pháp được cử ra trông coi về việc thu thóc. Bọn tay sai con cưng ấy có đủ mánh khóe tai ác về sự cân lường để được trở nên sự phú. Đến khi gạo tải vào kho, rồi ở kho ra các công tòa bán gạo rồi ở chỗ bán gạo bán ra cho dân tiêu thụ mỗi lần hột gạo phải đi qua chỗ nào là một lần có thể xảy ra biết bao những tệ tham nhũng mà chỉ dân là phải chịu ảnh hưởng tai hại đó thôi một số nông dân tôi chỉ các điền chủ có ruộng kha khá vì tệ nhũng của sự thu thóc họ chỉ bỏ bớt đi một số ruộng không cấy sau khi họ tính số ruộng phải cấy để đủ số thóc ăn thóc giống và thóc nộp vì theo họ thì cày cấy nhiều có thiệt hại cho họ. Đó bởi khi làm ruộng, họ phải trả tiền công cày cấy bằng giá chợ đen. Đến khi bán thóc, họ phải trả bằng giá hạn định, tất họ lỗ vốn. Thành thử họ bỏ mất một số ruộng là lẽ tự nhiên. Ở các tỉnh miền Bắc, số thóc không đủ thu để bù số cung. Lẽ ra những người cầm quyền Pháp phải tìm cách để mang gạo ở miền Nam ra. Trái lại họ tìm cách để ngăn cản, không cho phép vận tải gạo ở Nam ra. Những tư nhân hay liên đoàn buôn gạo xin phép đem gạo ở Nam ra đều bị thất vọng. Chính họ, họ cũng không nghĩ sự mua gạo ở miền Nam tải ra nên viện cớ này cớ khác để che đậy cái dã tâm làm cho đói lũ dân Bắc là dân theo họ hay hoạt động và phản động. Nguyễn Phúc Lộc, Tạp chí Tri Ân số 189 năm 1945 Để giải quyết vấn đề thóc gạo ở Bắc Kỳ, Muốn giải quyết vấn đề thóc gạo ở Bắc Kỳ, ta hãy xét xem lại tại cớ sao mà thóc gạo khan và đắt đến thế. Có phải vì dân mất mùa vụ vừa rồi không? Không phải. Bắc Kỳ có nhiều ruộng, chỉ mất mùa ở một vài tỉnh, còn ở các tỉnh khác lúa vẫn tốt. Và lại xưa nay Bắc Kỳ mất mùa đã nhiều, những năm mất mùa trước cao nhất là 100 đồng một tạ, gạo chưa từng bao giờ lên đến 600 đồng một tạ như năm nay. Có phải việc xuất nhập cảng bị đình trệ bởi có chiến tranh không? Cũng không phải. Xưa này gạo Bắc Kỳ chỉ xuất cảng, chưa từng phải nhập cảng gạo của ngoại quốc. Và lại chiến tranh đã 6 năm, từ năm 1939. Mấy năm trước dù sự sinh hoạt có đắt đỏ, nhưng dân Bắc Kỳ chưa bao giờ khổ cực như năm 1945. Theo thiền kiến của chúng tôi, thì thóc gạo ở Bắc Kỳ khan hiếm và cao giá chỉ bởi mấy cớ sau này. Cớ thứ nhất gạo nam kỳ không tải ra bắc kỳ được cớ thứ hai chính phủ mua của dân quê một số gạo khá nhiều nhưng ta phải thừa nhận rằng nhiều khi lúa xấu nhà nông còn phải chi phí nhiều khoản thành ra khi đóng thóc cho chính phủ xong nhà nông hết thóc hay gần hết có nhiều nhà nông phải bỏ tiền ra mua thóc bán cho chính phủ chính ở nơi thôn quê là nơi sản xuất thóc gạo mà thóc gạo còn khan hiếm thì trách nào giá thóc gạo ngày càng cao mãi lên trong khi ấy thì các xã túc mấy cục, thóc gạo thừa chứa tràn. Có những người có chân trong liên đoàn thóc gạo lợi dụng sự thu thóc của dân để làm giàu, để đầu cơ. Ấy là chưa nói đến việc tổng lý sách nhiễu dân về việc thu thóc. Cứ thứ ba, đó là nạn tích chữ. Cứ thứ tư, đó là sự hạn chế chuyên chở thóc gạo từ tỉnh này sang tỉnh khác. Cứ thứ năm, là sự hạn chế giá thóc gạo chính phủ cho một giá bán nhất định cái giá đó thường hạ hơn giá người buôn thóc gạo phải trả khi họ mua. Họ mua cao hơn phải bán hạ, họ không buôn nữa hay buôn lén lút. Giá thóc gạo lại càng cao thêm. Lê Doãn Rẹo, báo Bình Minh số 10 ngày 30 tháng 3 năm 45 Ý chúng tôi đối với thời cuộc Nhà nông có lẽ còn đời đời căm hờn oán giận về sự nộp thóc bất công bằng. Những đồn điền hàng ngàn mẫu của người Pháp có khi không phải bán một hột thóc Cấy tẻ bảo nếp Nào ai kiểm soát Trái lại của người Nam thì từ một sao trở lên Đều phải nộp Lắm người phải cầm nhà bán đất để mua thóc nộp Sự khổ sở cho người làm ruộng Không biết kẻ sao cho xiết Thóc nộp đó Nếu để cung cấp cho dân không có ruộng được Ăn cả thì còn khá dung Đằng này người Pháp vơ vét hết Thóc của người Nam chữ lại dùng vào việc khác Mãi đến bây giờ người ta mới khám phá ra thì trong lúc họ thí cho dân không có ruộng một số gạo hàng tháng không đủ ăn, họ giấu đi mấy chục vạn tấn. Người ta xôn xao không biết gạo Bắc Kỳ đi đâu mà hết để cho dân chết đói đầy đường. Thì họ bảo đó là việc cứu tế, nghĩa là người nam có thương người nam thì lo cứu lấy nhau. Họ chỉ biết coi về chính trị. Người ta đòi tải gạo Nam Kỳ ra thì họ kiếm đủ cớ thoái thác và tìm đủ cách làm khó dễ. Người họ no đủ rồi, Họ cố tình bỏ rơi mười mấy triệu dân Trung Bắc Kỳ chết đói. Đồng Phát Trích báo Đồng Phát năm thứ 21, số 5982, ngày 4 tháng 4 năm 45. Mấy lời cảnh tỉnh một số nhà buôn thóc gạo đặt tư lợi lên trên sinh mệnh của quần chúng. Một trong các nguyên nhân chính của nạn thóc cao gạo kém hiện nay, ai cũng hiểu là do chế độ thu thóc của dân quê, thi hành kẻ đã bốn vụ từ tháng 7 năm 43 người Pháp lúc đầu đã mê hoặc dân ta để dân quê chịu hy sinh cho dân tỉnh thành nhưng dần dần chính sách đó đã tỏ ra có hại cho toàn thể dân chúng và có lợi cho một số ít người đã nhờ đây mà sống phú quý từ người cầm đầu các túc mấy cục cho tới người đi cân trong các làng mạc chúng ta ai cũng không thể quên được những vụ lạm dụng hàng trăm tấn của những nhân viên tai mắt trong liên đoàn các nhà buôn gạo Hải Phòng và Nam Định. Những án kết các phái viên đi thu thóc về sự dùng cân thiếu, những tổng lý thu quá số thóc đã định, vân vân. Còn biết bao nhiêu hành vi bẩn thỉu trong bóng tối của một số người vô lương tâm dựa vào quyền thế của chính phủ thâm hiểm mà hành hạ dân nộp thóc, đến nỗi có nhiều người phẫn uất phải thốt ra câu này. Thà cho không thóc cho các liên đoàn còn hơn là bán như thế. Đức Trinh Báo Bình Minh số 22 Ngày 13 tháng 4 năm 45 Lần đầu tiên Các nhà đương chức can thiệp trực tiếp vào việc cứu tế Bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 năm 45 Và cho tới khi nào có gạo Nam Kỳ tải ra Việc phân phát gạo cho các thành phố định như sau này 1. Dân chúng mỗi tháng được 7 cân Chứ không 9 cân như trước 2. Những công sở hoặc tư sở rút đi từ 30 đến 50%. Từ nay đến cuối tháng 7 Tây, mỗi tư gia chỉ được tích chữ 1. Thóc 60 cân cho mỗi nhân suất trong gia đình trên 5 tuổi, 30 cân cho mỗi nhân suất dưới 5 tuổi. 2. Gạo 39 cân cho mỗi nhân suất trong gia đình trên 5 tuổi, 17 cân cho mỗi nhân suất dưới 5 tuổi. Ai còn chữ quá số đó phải khai ngay với ông tỉnh trưởng hoặc ông đốc lý tỉnh mình. Chỗ còn thừa đó phải bán cho chính phủ để phát cho dân đói. Nghị định của quyền thống xứ Bắc Kỳ ngày 20 tháng 4 báo bình minh ngày 23 tháng 4 năm 45. Chế độ mới về thóc gạo Vì việc khẩn cấp và sau khi đã hỏi ý kiến ông Phó Tổng trưởng Nội các kiêm Tổng trưởng Ngoại giao, ông Tổng trưởng Bộ Tài chính và ông Tổng trưởng Bộ Thanh niên có mặt tại Hà Nội ngày 7 tháng 6 năm 45 dương lịch, Ông không sai đã ký một đạo nghị định bãi hết các thể lệ hiện hành về thóc gạo và định thể lệ mới như sau này bắt đầu thi hành từ ngày 7 tháng 6 năm 45. A. À, việc chuyên trở thóc gạo Việc chuyên trở thóc gạo bằng gánh trong địa hạt từng tỉnh và từ tỉnh này sang tỉnh khác đều hoàn toàn tự do nếu số gạo chuyên chở không quá 50 cân một gánh. Gạo chỉ được gánh chứ không được chuyên trở bằng xe cộ hoặc cách gì khác. Tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt và sau khi gạo chỉ dùng để ăn, các ông tỉnh trưởng có thể cho giấy phép chuyên trở quá 50 cân được. B. Sự tích trữ thóc gạo Trong địa hạt mỗi tỉnh, ai tích trữ từ 2 tấn thóc hoặc từ 1 tấn gạo trở lên, bất cứ vì một cớ gì đều phải làm tờ khai với quan đốc hạt hoặc quan đốc lý sở tại. Cứ đến mỗi tháng thêm bớt bao nhiêu lại phải khai. C. Việc buôn bán thóc gạo trong mỗi tỉnh, việc buôn thóc gạo cho binh gia hoặc để tiếp tế cho dân chúng đều phải giao quyền cho các nông phố ngân hàng hàng tỉnh, dưới sự giám đốc và kiểm soát của ông tỉnh trưởng. Số gạo cần mua bao nhiêu sẽ do quan khâm sai quyết định. Các viên chức túc mấy cục hàng tỉnh sẽ giúp nhà ngân hàng nông phố trong việc này. Khi mua sẽ điều đình với chủ điền và theo giá nhà nước đã định. Giá đó tùy theo từng tỉnh xác định trong giới hạn sau này từ 100 đến 130 đồng một tạ thóc, từ 100 đến 130 đồng một tạ thóc, từ 150 đến 195 đồng một tạ gạo. Riêng ba tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, giá cao nhất có thể lên tới 150 đồng một tạ thóc và 225 đồng một tạ gạo. Trong các thành phố, những nhà buôn do khâm sai lựa chọn sẽ được phép tiếp tế cho công chức và dân chúng. Họ sẽ được phép mua một số gạo nhất định ở những nhà nông phố ngân hàng đã chảy sẵn. Cấm ngặt không một nhà buôn nào trừ những hàng gạo sáo được mua thóc gạo thẳng với chủ điền trong địa phận Bắc Kỳ. D. Trừng phạt Ai trái lệnh trên sẽ bị trừng phạt từ 2 tháng đến 5 năm tù, từ 1.000 đến 500.000 đồng và bị tịch thu hết số thóc bắt được. Phủ khâm sai Bắc Kỳ, trích báo Đông Pháp số 6036 ngày 8 tháng 6 năm 45 một mệnh lệnh mới của phổ khâm sai. Chế độ thu thóc cũ với tất cả những điều nhũng tệ đã bãi bỏ nhưng muốn có đủ số thóc cần đến, chính phủ phải mua thóc của tất cả các điền chủ từ 3 mẫu trở lên. Các nhà có 25 mẫu rất ít, bất đắc dĩ phải mua tới các điền chủ trên 3 mẫu, dù sao chính phủ đã phải trù liệu bãi những lệ cũ. Giá thóc lên tới 120 đồng một tạ gấp 5 lần trước đài tải không phải đồng một tạ một cây số trước kia không phải không tám đồng mỗi tỉnh mỗi huyện có ủy ban coi về việc mua bắt buộc trong ủy ban có đại biểu của nhà sản xuất và giám sát tránh mọi tệ khi ủy ban thừa hành mệnh lệnh trên vụ này các tiểu điền chủ 53 ba xào một hai mẫu đã được tội nguyện các điền chủ khác đã bó buộc phải bán xong đã không lỗ vốn đã không bị sách nhiễu thông cáo của phổ khâm sai trích báo đông pháp Số 6045 ngày 21 tháng 6 năm 45. Nhân dịp Ti thóc gạo Hà Nội bị giải tán, các tỉnh còn đợi gì không thành lập ngay ủy ban điều tra để phơi ra ánh sáng những hành động ám muội của liên đoàn thóc gạo và bọn lý dịch tham nhũng. Trong 3 năm vừa qua, Mỗi thúng thóc là một dòng máu của nông dân Việt Nam. Thực dân Pháp đã lợi dụng tình thế khuyến khích đám tay sai của chúng là liên đoàn thóc gạo các tỉnh hút máu người nhà quê cần lao để đưa dân ta đến chỗ chết. Luôn trong mấy năm, họ đã thả một bọn xài lang đi vơ vét, bóp nặn nông dân Việt Nam. Kết quả ngót 2 triệu đồng bào Bắc Bộ bị chết đói trong những ngày hết sức thảm đạm vừa qua. Bọn thực dân đã xa vào cảnh diệt vong, nhưng còn đám tay sai tàn ác của chúng vẫn còn ngang nhiên ngồi kiểm điểm lại số bạc kích sổ vơ vét được của dân quê Việt Nam để hưởng sung sướng. Bọn người tàn ác ấy là ai? Ngoài những đám tay sai mãi quốc cầu vinh thông đồng với bọn thực dân Pháp đi mua thóc ngấm ngầm để gây nên nạn đói kém, ta còn thấy mấy hạng người sau đây đã công khai bóc lột nông dân Việt Nam về việc thóc gạo. Một, liên đoàn thóc gạo các tỉnh. Hai, quan lại tham nhũng. Ba, lý dịch. Nghe nói đến liên đoàn thóc gạo, người dân quê lương thiện bây giờ vẫn còn dùng mình ghê sợ và ghê tẩm. Nói như thế, một vài nhân viên lương thiện trong liên đoàn thóc gạo các tỉnh không khỏi vạch trời kêu oan. Nhưng tiếc rằng những nhà buôn thóc gạo biết lấy công làm lãi hiếm hoi, chẳng khác đãi cát tìm hạt vàng. Còn lại đa số là theo thời cơ để làm giàu, càng mau giàu bao nhiêu, chúng càng cho là đắc sách bấy nhiêu. Đông đầy bán vơi, cân nặng cân nhẹ, trừ hao cân thóc, đổi chiêm lấy mùa, tức là đem thóc chiêm thay vào thóc mùa. Đó là những câu nhật tụng của bọn xài lang trong trường thóc gạo mấy năm nay. Những cái tên hào thúy tham luân tức là bá tham trong hồi pháp thuộc chỉ mới là những cái án thóc gạo quá rõ ràng mà bọn thực dân không có đem gì trai đại được. Còn biết bao điều ám muội ẩn dưới tấm màn đen bí mật chưa kịp phơi ra ánh sáng. Những cách bóc lột dân quê của bọn lái buôn thóc gạo vô lương tâm thật thiên hình vạn trạng. Bên cạnh chúng còn có đám lý dịch xài lang thông đồng nhau cân thừa ăn cắp của những dân quê chất phác sau cùng mới đến bọn quan lại tham nhũng bao tiêu cho bọn lái buôn và thông đồng với chúng để chuyên kiếm ăn trong việc cân thóc Việt Nông Trung Bắc Chủ Nhật ngày 12 tháng 8 năm 45 4. Chủ trương chính sách và cơ cấu tổ chức trồng và thu mua đây Nguyên nhân chủ yếu gây nên nạn đói là việc vơ vét lúa gạo, nhưng việc bắt phá màu trồng đay cũng là một nguyên nhân quan trọng gây nên nạn đói. Vì nhu cầu phục vụ chiến tranh, Nhật đã bắt Pháp cưỡng ép nhân dân Việt Nam trồng các thứ cây có sợi và có dầu như đay, gai, bông và lạc thầu dầu vừng. Theo thống kê của Pháp thì diện tích trồng các thứ cây trên chủ yếu là đay, năm 1944 là 45.000 ha tức là gấp 9 lần diện tích trồng các thứ cây đó năm 1940. Nếu năm 1944 cũng chỉ trồng bằng năm 1940, tức 5.000 hecta thôi, thì nhân dân Bắc Kỳ còn dôi ra 40.000 hecta để trồng được 88.000 tấn khoai lang, giá trị bằng 64.000 tấn thóc và nạn đói sẽ không đến nỗi trầm trọng như vậy. Dưới đây là một số tư liệu về việc Nhật Pháp cưỡng ép nhân dân Việt Nam phá màu trồng đay và tư liệu về nhân dân đấu tranh chống lại a à, nhu cầu cấp thiết về bao tải đây bao tải đây ở đông dương trước đây do ấn độ cung cấp nhưng hiện nay không nhập khẩu được của ấn độ nữa nên việc phát triển ngành sản xuất đây ở đây là một vấn đề cấp thiết bao tải đây dùng để chuyên trả vật tư trong khối thịnh vượng trung đông á đang trở thành vấn đề thiết thực vì vậy nước ta tức là nhật bản đang cần nhiều vật tư ở nước này tức là Đông Dương phải đạt 3 vạn tấn đây. Ở Đông Dương hiện nay đang có sản lượng 500 tấn, chúng ta cần đưa lên 3 vạn tấn trong kế hoạch 5 năm. Trong khi đó ở Đài Loan sản lượng đây là 1 vạn 2 nghìn tấn, chúng ta cũng đã có kế hoạch tăng sản lượng lên 3 vạn tấn trong kế hoạch 5 năm. Niềm hy vọng lớn đối với Đông Dương là có thể hiểu được. Do đó sự mong đợi đối với nhà đương cục Đông Dương sẽ dừng lại ở mức độ cần thiết tối thiểu và phải tổ chức công ty khai thác đặc biệt, tạm gọi là công ty Đay Đông Dương. Công ty này là công ty cổ phần được tổ chức do đại diện của người có thế lực trong xã hội được chính phủ Nhật Bản thừa nhận với tư cách pháp nhân. Chủ trương độc quyền trong lĩnh vực sản xuất đay, khuyến khích trồng trọt, thu mua chế biến xuất nhập khẩu đay nguyên liệu và thu cấp phân phối trong phạm vi Đông Dương dưới sự quản lý của chính phủ b tổ chức cưỡng bức trồng đay công ty đay đài nam đảm nhiệm việc trồng đay ở tỉnh bắc ninh một tỉnh ở phía đông bắc thành phố hà nội mời công ty của nhật bản độc quyền việc trồng đay hình như không cạnh tranh nhau mà phân chia nhau từng tỉnh riêng biệt để bắt nông dân trồng rồi thu mua toàn bộ tình hình phân chia giữa các công ty theo bản báo cáo của đoàn điều tra tài nguyên đông dương thì có nêu các tỉnh trồng đay chủ yếu lúc bấy giờ năm 1939 là Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương, Kiến An. Tóm lại, vùng trồng đay là vùng châu thổ hình thành do hai con sông Hồng và Thái Bình ở về phía đông Hà Nội. Hình như cơ quan theo dõi việc cưỡng bức trồng và thu mua đay của các công ty là Ban Kinh tế Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội. Đây cũng là nơi cung cấp tiền mặt để trả cho từng nông dân đồng thời ra các thông chi chỉ thị hơn nữa số tiền nông dân có được không phải là món tiền có thể để dành về sau bởi vì chiến tranh càng gần tới ngày kết thúc thì giá trị đồng bạc đông dương càng giảm để duy trì quân đội và sự thống trị của chúng quân đội nhật bản đóng ở đông dương đã gây sức ép với chính quyền thực dân pháp buộc ngân hàng đông dương phải phát hành nhiều giấy bạc do đó vật giá leo thang nạn lạm phát thời chiến càng trầm trọng không riêng gì đây, Nhật Bản tính toán tới cả việc ép nông dân bán gạo cho Nhật. Có thể nói rằng chính Nhật Bản là thủ phạm đẩy nông dân Việt Nam vào nền kinh tế hỗn loạn thời chiến. Việc Nhật cưỡng bức trồng đây Ở Việt Nam cũng như ở Nhật Bản, có nhiều dư luận nói rằng Nhật bắt nông dân Việt Nam nhổ bỏ ngô để trồng đây là một trong những nguyên nhân gây ra vụ 2 triệu người bị chết đói. Ví dụ một thực tế gần đây Ông Joichi Yoshino đã viết cuốn Những Nhân Chứng Giảng Xã Đàm Kể Chuyện 1984. Cuốn sách đã giới thiệu những lời tố cáo của nông dân Việt Nam về mối quan hệ nhân quả giữa việc cưỡng bức trồng đây với việc xảy ra nạn người chết đói. Yoshizawa Minami, Chiến tranh châu Á trong tiềm thức của chúng ta, lưu trữ tại Viện Sử học Việt Nam. Về phá lúa trồng đây, nhiều nơi ở Thượng Du Tây bắt dân ta bỏ lúa trồng đay và bông Để mùa mỗi suất đinh phải nộp một cân sợi Người nào không nộp đủ sẽ bị phạt nặng Ở Thái Bình vì dân thiếu gạo Phải bỏ đay để cây lúa Tây bắt dân nhổ lúa mà trồng đay lại Ai không nghe thì bị bắt Việt Nam độc lập số 134 Ngày 11 tháng 8 năm 42 Ở Bắc Ninh Hơn 300 mẫu ruộng đương trồng khoai Bị Nhật bắt phá đi Để lấy đất dòng đay cho chúng Đến vụ cây lúa đầy chưa chặt được Nếu để thì mất mùa lúa Dân cày phá đi để cây lúa Thì bị Tây và Nhật phạt tù rất nặng Và phải nộp đủ giá tiền 300 mẫu đầy Việt Nam độc lập số 140 Ngày 11 tháng 10 năm 42 C. Nhân dân đấu tranh chống lại Trước nạn phá màu thu thóc Hàng ngàn mẫu ngô đỗ bị tàn phá, hàng triệu tấn thóc bị thu nộp khắp mấy tỉnh Bắc Kỳ và miền Bắc Trung Kỳ, dân chúng đã phải đau lòng nhổ những cây ngô mà bắp mới ôm em. Và toàn cõi đồng dương bao nhiêu người đành chịu ăn đói mặc rách, nuốt nước miếng trông theo những xe đầy thóc phải chở dâng cho Nhật. Chín tháng trông cây, một ngày trông quả. Sau bao ngày mồ hôi nước mắt, người ta hớn hở trông thấy cây lúa hạt thóc. Người ta đặt tất cả hy vọng vào nó, nhờ nó, người ta chắc sẽ được sống một cách rau cháo qua ngày, khỏi phải tù tội vì thiếu sư thiếu thuế thì những tin như xét đánh ngang tai một phần hoa màu giặc nhật hạ lệnh phá hủy để trồng đây thóc lúa kẻ ít người nhiều giặc pháp sức phải thu nộp cho đủ ai cũng hiểu rằng phá màu thu lúa là bởi thủ đoạn bóc lột tàn nhẫn của phát xít nhật là tai hại ghê gớm của nhân dân ta mới đây nó sẽ đem lại cho dân ta cái kết quả khốc liệt loạn ly chết chóc Chúng ta hãy nói gương dân làng võ vàng, Bắc Ninh, kéo cài giàu nghèo ra già, trẻ nhớn bé ra, nhất định ngăn cản không cho Nhật đụng đến hoa màu. Chúng ta hãy nhất định không chịu nộp một đấu tóc, một hạt gạo cho giặc Nhật. Báo Cứu Quốc, số 7 ngày 15 tháng 7 năm 43 Chống phá màu trồng đay Ở Trung Châu, Nhật đương tìm đất trồng đay. Ở Bắc Giang, một người tránh tổng giết 5 tên lính Nhật đang vào làng phá bắp lấy đất trồng đay. Công việc bại lộ, người tránh tổng cũng bị Nhật giết. Lúc chết người ấy hô hào anh em đồng bào nhớ trả thù. Việt Nam độc lập số 172 ngày 21 tháng 8 năm 43 Phản đối Nhật phá màu trồng đay Giặc Nhật đương ra sức bắt dân quê các làng phá hoa màu trồng đay cho chúng, dùng may quần áo cho quân mình và làm thuốc súng. ngô đỗ đã có hoa và bắp, chúng cũng bắt phá hết, không bồi thường cho một đồng xu dân vài làng như Dậm, Hà Đông và vùng Bắc Ninh đã đoàn kết đánh lại bọn Nhật. Báo Lao động tháng 8 năm 43, cơ quan của Việt Nam Công nhân Cứu Quốc hội số 2. Đánh Nhật Nhật mua đầy của dân làng giao tất phủ Gia Lâm, Bắc Ninh, Bắc Kỳ nhưng chưa trả tiền nên dân làng giữ đáy lại. Hôm sau chúng mang ô tô về bắt lý trưởng và trưởng bạ. Nửa đường mấy người này bỏ chạy giặc Nhật đuổi bắt được trưởng bạ đánh đập tàn nhẫn. Mọi người phấn út xuống lại đánh xé bọn Nhật, chúng hoảng sợ phải chạy trốn. Tinh thần đoàn kết của đồng bào giao tất muôn năm. Báo cả giải phóng số 3 năm 43. Dân làng Cổ Bi Bắc Ninh biểu tình võ trang chống Nhật. Tháng 3 ta, giặc Nhật bắt dân làng Cổ Bi ra lâm Bắc Ninh cũng như dân nhiều làng khác phải nhổ ngô trồng đay cho chúng Đến hạn dân không chịu nhổ Mấy tên nhật về làng nạt nộ giao oai Toàn thể dân làng Cả giàu nghèo già trẻ trai gái Hương lý và thường dân bảo nhau Bác gậy gọc giáo mát ra Vây lấy mấy tên nhật Tuyên bố thẳng cho chúng biết rằng Chẳng tha chết nhất định không nhổ ngô Và không để cho ai đụng vào Một cây ngô của mình Trước tinh thần đoàn kết thống nhất Của dân chúng cổ bi Giặc nhật và nhượng bộ Ngô làng cổ bi không bị nhổ Báo cả giải phóng số 2 ngày 26 tháng 8 năm 43. Đồng bào Đông Sơn Bắc Ninh biểu tình chống Nhật. Hôm 14 tháng 6 năm 43, sau khi đánh đập nhiều người vô tội, tên lính Nhật coi đây ở làng Đông Sơn thuộc huyện Tiên Du Bắc Ninh xông vào nhà ông Tiên Chỉ phá đồ đạc và đánh đập dân làng đang ăn dỗ ở đó. Ông Tiên Chỉ ra xin, nó cũng không tha. Ông lập tức cho người đánh chống ngũ liên dân làng kéo đến dần cho tên nhật một trận nhơ tử xe lên nhà thương thì tên nhật tắc thở ba hôm sau bọn võ quan nhật đi với sứ về ngọt ngào bảo với dân làng từ nay nếu lính nhật làm không phải thì trói lại đem trình quan không được đánh đập như thế cuộc tranh đấu này đã hoàn toàn thắng lợi cùng với việc biểu tình ở làng cổ bi nó đã mở đầu cho một cao trào tranh đấu mới ở đông dương Báo cờ giải phóng số 2 ngày 26 tháng 8 năm 43 Chống cướp đây Hưng Yên tháng 3 ta Một bọn gồm 8 tên Nhật đi với bốn tay sai về làng Tiên Phương Huyện Tiên Lữ lấy đầy xếp lên cầm nhông không trả tiền Dân làng họ nhau ra vơi lấy xe Bắt chói 8 tên Nhật bỏ ở sân đỉnh Và giang tay 4 tên đầy tớ của Nhật Cho đàn bà trẻ con tát Đồng thời toàn dân làm đơn ký kết đem việc Nhật cướp đây trình huyện và tỉnh. Thấy dân đoàn kết chặt chẽ, tranh đấu đứng đắn, binh vực quyền lợi chính đáng của mình, cả bọn Nhật Pháp và quan bản xứ đều phải nhẹ nhàng khuyên nhủ dân. Báo ca giải phóng số 5543. Năm nguyên nhân gây ra nạn đói. Vì ai mà đói kém Nước ta là một nước nhiều thóc gạo, trước kia mỗi năm bán ra các nước hơn một triệu tấn gạo, một tấn là một nghìn cân Tây. Khi Nhật mới qua, nó bắt Tây phải nộp cho nó mỗi tháng 15 vạn tấn gạo, bây giờ nó lại bắt Tây vơ vét được bao nhiêu gạo phải nộp cho nó cả. Cho đến bắp than bông vải cũng thế, như tỉnh Thái Bình trước kia là một tỉnh nhiều gạo nhất trong Bắc Kỳ mà nay cũng không đủ gạo ăn. Việt Nam độc lập số 129 ngày 2 tháng 6 năm 42. Vạch mặt nạ quân ăn cướp thóc dân Chính sách cướp tóc của Nhật Pháp đã gây nên nhiều nỗi uất ức trong dân gian. Gần đây nổ ra nhiều cuộc biểu tình và thỉnh nguyện chống chính sách ấy. Giặc Pháp sợ rằng nếu phong trào này lan rộng rất nguy hại cho chúng, nên chúng triệu tập các chức dịch lại, nghe hiển thị. Chúng nói, vì có nhiều nhà giàu không chịu bán thóc, nên binh lính và thợ thuyền ở thành thị không đổ gạo ăn. Binh lính có cơm no áo ấm thì mới đủ sức giữ trị an cho dân. Thợ thuyền có đủ gạo ăn mới có đủ sức để chế ra các thứ cần dùng cho mọi người. Bởi thế bắt buộc chính phủ phải bắt các làng nộp thóc để bán ra hai hạng người nói trên, vân vân. Đường mật thay và cũng vô lý thay là những lời nói ấy. Chắc bạn đọc còn nhớ, theo bản hiệp ước kinh tế Nhật Pháp năm ngoái, Đông Dương phải dâng cho Nhật 1 triệu 20 vạn tấn gạo. Hiệp ước năm nay lại bắt dân ta phải dâng cho Nhật số gạo nhiều hơn. Pháp cũng như Nhật cả hai đều không công bố thóc gạo ấy vì số thóc phải nộp cho Nhật năm nay không nhất định là bao nhiêu miễn đủ cung cấp cho khu vực Đại Á như lời Đại sứ Nhật đã nói. Và lại ta cần chú ý một điều nữa là tàu Nhật qua lại Đông Dương thường bị tàu ngầm và máy bay đồng minh đánh phá. Cờ bể Hải Phòng lại luôn luôn bị dội bom. Một phần lớn thóc gạo cũng như nguyên liệu từ Đông Dương sang cho Nhật đa số bị chìm xuống đáy biển hay bị thiêu đốt tại các bến. Số thóc gạo ấy bị hao hụt không phải ít và tất nhiên giặc Nhật lại bắt dân ta phải nộp bù. Mỗi năm Đông Dương sản xuất được 7 triệu tấn gạo, chừng một phần ba số ấy cũng phải cúng cho Nhật. Như thế làm sao gạo không khan? Lũ giặc nước nói, chính phủ lấy gạo cho binh lính và thợ thuyền ăn thì thật là trái sự thực. Hiện nay nhiều nơi binh lính phải nuốt những hột cơm hôi bởi thổi bằng thứ gạo đã tích trữ trong kho binh lương từ 1 đến 3 năm nay. Thứ gạo ngon lành binh lính đâu được hưởng. Tình cảnh thợ thuyền căng thảm hại, đồng lương đã hạ, có tiền đông gạo cũng chật vật vô cùng. Nào phải khai báo phiền phức mới lĩnh được tấm thẻ gia đình đi đông gạo không khác nào đi lĩnh trận. Không những phải chầu trực chen trúc khổ sở còn bị đội xếp tuần phiên đánh đập thậm tệ mới đồng được ít gạo xấu nhưng cũng không đủ ăn. Bởi thế nên chúng ta có thể kết luận rằng nguyên nhân chính gây ra nạn khan gạo không phải tại các nhà giàu có thóc không chịu bán mà là bởi giặc Nhật hạ lệnh cho giặc Pháp bắt dân ta nộp thóc không phải để cho binh lính thợ thuyền ăn mà là để dâng cho Nhật. Dân quê báo cả giải phóng số 2 ngày 26 tháng 8 năm 43. Chúng đi phù cho Nhật Đầu tháng 11 năm 43 Độ 1.500 người bị bắt về giam Ở phủ Hoàng Hóa, Thanh Hóa, Trung Kỳ Các thầy lý phải canh gác rất khổ Người ta định lấy 500 phu đi làm cho Nhật Hơn 3.000 người nhà được tin kéo đến trước phủ Kêu la ẩm ý, đòi con đòi chồng Họ công nhiên nguyên rủa lũ giặc nước Đi lúc đưa người ra xe ô tô Đám biểu tình kéo đến vơi lấy xe Kẻ trèo lên mui Người nằm lăn ra đường kẻ giữ lấy bánh nhất định không cho cướp chồng con đi. Sau viên phi phái cùng hơn ba chục lính ở tỉnh về, gặp gỡ từng người cho xe đi dần dần, để lại tiếng la lạ ó thống mạng phát xít Nhật pháp vang dội. Đoàn kết chặt chẽ, tranh đấu đến cùng. Tiến lên, đồng bào hoàng hóa. Báo cả giải phóng số 3543 Biểu tình chống cướp thóc cho Nhật Tháng 6 ta, sau khi nhận được giấy sức bắt nộp thóc, dân làng Thái Hòa huyện Trưng Mỹ, Hà Đông Bắc Kỳ liền đánh chống triệu tập các điền hộ gia đình, giết lợn ăn thẻ, quyết một lòng phản đối chính sách cướp bóc của Nhật Pháp. Vài hôm sau, quan về hiểu dụ, đợi một hồi chống nổi lên. Ngay hiệu chống, toàn dân giàu nghèo già trẻ lớn bé kéo gia đình đông như kiến. Kẻ quốc người gậy vì lấy quan và lính. Những tiếng nhào nhào trong đám đông người Dân chúng tôi không đổ thóc ăn Không có đâu mà nộp Thấy dân căm tức Quan thi dỗ Vì nhà giàu bán thóc quá giá nhà nước đã định Nên chính phủ phải lấy thóc bán rẻ cho dân nghèo Không phải cho dân nghèo Cho nhật Chúng tôi sẽ bán với nhau theo giá nhà nước Nhưng nhất định không để nộp thóc cho ai hết Câu đáp của dân làm cho quan cứng họng Hồi lâu quan thở dài và thoái lui Từ hôm ấy Tại làng Thái Hòa các nhà giàu đã đem bán thóc cho dân làng theo giá hội đồng hóa giá. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần đoàn kết của đồng bào Thái Hòa và mong rằng các bậc phú hào thôn quê hãy noi gương phú hào Thái Hòa, biết bán rẻ thóc cho dân còn hơn nộp thóc cho lũ giặc trong khi dân nghèo không có thóc ăn. Đà đảo Nhật Pháp cướp bóc, tinh thần tranh đấu của đồng bào Thái Hòa muôn năm. Báo cả giải phóng số 2, ngày 26 tháng 8 năm 43. Tranh đấu giữ thóc Được lệnh nộp thóc, dân làng LK là Phủ Thuận Thành Bắc Ninh Bắc Kỳ nổi chống gia đình họp quyết định chỉ nộp một phần số thóc thu vì mùa năm nay xấu. Đơn kêu đưa lên phủ nhưng lý trưởng cứ thu. Dân làng bảo nhau không nộp, phủ cho đòi 20 người, dân làng không cho ai đi và định nếu phải đi đâu thì cùng đi tất cả. Ngày nào dân cũng gia đình họp, quyết tranh đấu đến cùng, không để cho kẻ thù giật mất bát cơm. Kết quả dân nghèo từ năm mẫu trở xuống được giảm mỗi mẫu 5 cân thóc, nhưng mấy nhà giàu lại phải nộp tăng thêm. Giặc Pháp đã xảo quyệt dùng kế chia rẽ dân giàu và dân nghèo. Đồng bào LK đừng mắc mưu chúng, giàu cũng như nghèo, phải đoàn kết chặt chẽ tiến lên không nộp một hạt thóc nào cho quân thủ. Báo cả giải phóng số 3 năm 43 Lệ thu mua ở Bắc Kỳ Thi hành hiệp ước kinh tế Nhật Pháp tháng 8 năm 43 bắt xứ Đông Dương cung cấp lúa cho cả vùng Đại Đông Á của giặc Nhật. Giặc Pháp lại ra lệnh thu mua lúa vụ tháng 10 ở Bắc Kỳ như sau. Dưới 5 mẫu, mỗi mẫu nộp 25 cân tây. Từ 5 mẫu tới 10 mẫu, một mẫu nộp 50 cân. Từ 10 đến 15 mẫu, nộp 80 cân. Trên 15 mẫu, phải nộp tất cả số thóc thừa, giá mỗi tạ 14 đồng 50 xu. Hỡi đồng bào, lệ thu lúa trên đây mới thử gắn vào đầu đồng bào ở Bắc Kỳ nhưng nếu không gặp sức cản trở của dân ta Thì nhất định giặc Pháp Sẽ không ngần ngại thi hành lệ cướp bóc dã man ấy Ở Trung Kỳ đâu Để ngăn ngừa họa lớn Chúng ta phải kịch liệt tranh đấu Chống lại thu lúa Báo đuổi giặc nước Số 3544 Cơ quan tuyên truyền cổ động Việt Minh Thanh Hóa Thu thóc Chính sách thu thóc của Nhật Pháp Làm cho đồng bào ta phải chịu đói kém Rồi đây Nạn đói kém còn trầm trọng hơn nữa vì mùa tháng 10 năm ngoái, Nhật Pháp thu mua của dân ta hơn 2 triệu tấn thóc gạo. Lệnh thu thóc ngặt đến nỗi, có nơi bọn quan lại bắt những điền chủ chậm nộp lên huyện, bắt nộp đổ số thóc cho giặc. Phải lấy thóc nhà bù vào, hoặc bỏ tiền mua bông của bọn chủ thầu cân thóc cho chính phủ, để tránh những roi đòn tiếng trời của quan sở tại Nhiều làng còn phải nộp gạo trắng, dân tốn bao công cơm vào việc say giã, bỏ cả việc làm đồng, Nhật Pháp nhũng nhiễu dân ta đến cực điểm. Quanh năm dân quê chỉ gặp những nạn là nạn. Hết trồng đay đến nộp thóc, hết nộp thóc đến cân dầu, hết thu bông đến khóm lạc. Thật là đổ tình đủ tội. Nhiều nơi dân quê đã bảo nhau, giàu nghèo già trẻ trai gái, hương chức và thường dân, nhất luật phản đối chính sách vừa mua vừa ăn cướp của lũ giặc nước. Nhưng tiếc thay, nhiều nơi khác, một số hương lý đã không biết cùng dân đoàn kết chống kẻ thù chung lại lợi dụng cơ hội làm thóc mà phủ thu lạm bổ hay tệ hơn nữa dùng ca đấu gian lận mà hụt của dân Dân quê báo cứu quốc số 10 ngày 18 tháng 2 năm 44 Nguyện vọng tha thiết của dân quê Dân quê mong chính phủ bỏ lại bán thóc cho chính phủ vì với cái giá này dân quê coi như là bị mất không số thóc phải bán coi như vậy người có ruộng mới dám cấy hết số ruộng của mình không như hiện giờ Họ chỉ dám cấy độ một phần tư số ruộng thôi Bởi vậy số ruộng bỏ không nhiều lắm Và lại cày cấy Ai ai cũng chịu khó làm lấy cả Thành thử người nghèo không có việc làm là thế Muốn cấy một mẫu ruộng tính trung bình Phải mất 1.120 đồng Phải mất vốn bạc ngàn Mà đến lúc gặt ruộng tốt Mới được 4 năm tạ thóc Còn thường chỉ 3 tạ hay kém Thế mà người có ruộng ít nhất cũng phải bán theo giá chính phủ 80 cân một mẫu, giá có 25 đồng 100 cân. Đó là được mùa, nên không phải đi đông về để nộp cho nhà nước thì giá có khi đến 455 đồng 100 cân thóc, còn như giá hiện giờ thì 300 đồng. Vì lẽ đó, các người có ruộng sợ không đủ thóc nộp cho chính phủ, kèm thêm bao nhiêu các thứ thuế về đinh điền, nên chỉ dám cấy lấy đủ thóc ăn thôi. Chỉ có dân ba tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định mua gạo giá rẻ thôi Nhưng có phải toàn thể người ở à ba tỉnh đó Đều được cấp thẻ gia đình cả đâu Và những người có sổ mua Cũng chỉ tạm dùng có đủ độ 18 hôm trong một tháng Còn cũng phải mua giá đắt như các người khác Dân quê đã chịu thiệt thòi nhiều nhất Đến ngày sinh mệnh và tài sản họ Họ cũng phải tự vệ lấy Các thứ cần dùng hàng ngày như diêm Thì phải mua năm hào một bao Muối 600 đồng một tạ Vài chút bầu 45 đồng một thước thuốc 30 đồng một thang, trâu bò để cày thì một hai ngàn một con. Nói tóm lại, đều phải trả giá đắt, ít nhất cũng là 10 lần giá đã định. Thế mà lại cứ bắt dân quê phải bán rẻ các thứ nông sản. Có người làm ruộng vì lúa xấu, không đủ thóc nộp phải bán nhà đi để đong thóc đèn vào, nếu không thì phải lâm vào vòng tù tội. Việc thu thóc chỉ lợi cho tổng lý, cho người được phép đi thu, cho các người từ thấp tới cao. Nếu cứ cho điều tra ngầm thì sẽ biết ngay hiện giờ các người có dinh líu về việc thu thóc đều trở nên giàu có cả. Có ông tổng lý nhiều nơi mới thu có hai vụ mà đã làm nhà tới 10 vạn. Một thí dụ như lý trường một làng thuộc phủ Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. Còn người thu thóc có người lời tới bạc triệu, chả thế mà trước năm 41 có anh chỉ là người làm công lương 25 đồng một tháng. Mà nay có đêm đánh bạc thua đều mấy trăm nghìn và thông luôn thua hàng tuần lễ như vậy cũng không hề gì. Tiền đó ở đâu ra? Ở chỗ thu nhiều mà nộp ít, cấy 400 mẫu vào sổ chỉ có hơn 200 thôi. Thu 120 cân một mẫu, chỉ biên có 80 cân thôi. Nghĩa là họ vào sổ đúng một số ruộng cấy, nhưng phân ra nhiều tiền vì có lẽ cứ năm mẫu phải nộp là ngần này, 10, 100, 200 mẫu phải ngần này, còn biết bao nhiêu là mánh khóe nữa, thông lưng nhau mới đem được các chỗ thóc thừa ra tỉnh bán giá chợ đen và mới có thể công nhiên tích trữ được. Bỏ cái lệ bán tóc cho chính phủ lúc này là cải tử hoàn sinh cho dân quê. Đó là liều thuốc cứu sống một cơn bệnh đường ngác ngoài, xin nhà đương chức thấu tình mà xét ngay cho. Hoa Nam, Báo Bình Minh số 20, ngày 11 tháng 4 năm 45 Đừng nộp tóc cho giặc Bão và mưa lụt hồi đầu tháng 9 ta làm cho vụ mùa năm nay hại lớn Thóc thu về được ít Giặc Pháp lại bắt nộp nhiều Chúng ta chịu ngồi im sao Nước ta sắp loạn to Hết thóc gạo thì đành chết đói Hỡi các bạn nhà nông Chúng ta quyết noi gương đồng bào làng yên tập tỉnh Hưng Yên Giữ lấy hạt thóc do mồ hôi nước mắt chúng ta làm ra Theo cách thức sau đây một Được tin phải nộp thóc Lập tức đánh chống rào mõ Hội họp toàn dân ở đình làng Không phân biệt giàu nghèo trai gái Cùng làm đơn ký kết đòi giặc Pháp phải giảm số thóc nộp. 2. Không được giảm nhất định không nộp nếu giặc phái lính về thu. Một mặt ta cử người thuyết phục lính, một mặt nữa ta kéo đông tới nhà có lính vào để giữ lẫn thóc cho nhau. 3. Những người hăng hái trong làng họp thành đội đinh tráng, nghe ngóng báo hiệu chống cho dân làng biết khi có tây hay lính về, dùng võ lực ngăn cản chúng vào nhà cướp thóc. Một lòng biết bảo nhau giữ thóc chưa đủ làm cho quân thủ mất vía, ta phải cổ động nhiều làng chung quanh cùng theo ta, nhất định không nộp thóc. Được như vậy, quân thủ nhất định lùi, chúng ta nhất định được. Tiến lên tranh đấu, các bạn nhà nông. Báo Cứu Quốc số 15 ngày 30 tháng 11 năm 44 Còn giặc Nhật, còn chết đói. Đói, đói, càng ngày nạn đói càng lan tràn dữ dội. Tại Thái Bình Nam Định, người ta đã ăn từ củ chuối vỏ cây khô dầu đến thịt người, Số người đói đã lên tới 30 vạn, có làng chết hết không còn người nào. Ngoài những người chết ở quê nhà, một phần người kéo nhau lên chết ở vẻ hè Hà Nội, ở dọc đường lên các tỉnh miền Thượng Du Bắc Kỳ, nơi nào cũng nhan nhản những xác chết đói. Thật không bao giờ dân ta sầu thảm như lúc này vì đâu dân ta chết đói. Có phải vì trời Phật ra tay không? Có phải vì số kiếp không? Trăm ngàn lần không? Chính vì mấy năm nay giặc Nhật giặc Pháp của nhau cướp thóc gạo của dân ta đó. Trước đây những thóc thu được của dân ta, một phần giặc Pháp tích trữ, một phần nộp cho giặc Nhật, không những để nuôi quân Nhật ở Đông Dương, mà nuôi quân Nhật ở các mặt trận Tàu, Miến Điện, Thái Bình Dương và bên nước Nhật nữa. Còn phần rất ít chúng mới bán bông cho công chức, bình lính dân thành phố để lừa phỉnh và che mắt đồng bào ta. Chẳng những thế, Nhật Pháp còn thi nhau tung tiền giấy ra, đông gạo, ngô, đỗ sắn, vân vân không từ một thứ gì. Vì vậy giá gạo lên vòn vọt, thợ thuyền bị thất nghiệp, dân quê hết thóc đào đâu ra tiền để kiếm ngày hai bữa. Trận nhật pháp bắn nhau vừa rồi, những kho thóc gạo của giặc pháp vỡ ra, bọn việt gian thân pháp không còn chối cãi được tội ác của chúng nó. Trong khi dân ta chết đói đầy đường, thì giặc pháp có hàng trăm kho thóc gạo khóa chặt và để mục Giờ đây những kho thóc ấy lại về tay giặc nhật. Nguyên số gạo đã có 8 triệu 25 vạn tấn Hợp với những gạo cướp được của dân ta từ trước Giặc Nhật tha hồ phè phỡn Thế mà quân tham tàn vẫn chưa tội nguyện Vẫn chưa hài lòng về con số chết đói của dân ta Hiện giờ giặc Nhật lại bắt nộp Nốt số thóc tạ vụ tháng 10 ở các làng Nhiều người trong nhà không còn hầu thóc nào Đã bị bắt giam đầy ở các huyện Để nhịn ăn chờ chết Chúng hạ lệnh từ giờ đến tháng 6 ta mỗi người chỉ được tích trữ 6 cân gạo trở xuống. Tại thành phố, số gạo bông cũng bị rút và sẽ còn bị rút nữa, rút đến hết. Chúng bảo hạn chế gạo để bán cho dân đói kém. Thực ra, chúng đã giải quyết nạn đói bằng cách đẩy rất nhiều kẻ ăn mày vùng hải phòng kiến an xuống sông cho chết bớt. Giặc Nhật không thương dân ta đâu, chúng dùng lối quỷ quyệt để vắt cho kỳ hết máu mổ của dân ta đó. Bọn Việt gian thân Nhật cố ý giết đồng bào, đang cổ động dân ta ủng hộ cuộc chiến tranh ăn cướp của giặc Nhật, nghĩa là khuyên dân ta vui lòng cho giặc Nhật bóc lột, vui lòng chịu chết đói cho giặc Nhật và phe lỗ chúng sung sướng. Hỡi đồng bào, chịu để quân giặc đẽo xương nạo tủy sao? Chịu khoanh tay chờ chết để quân giặc bở béo sao? Các bạn chủ ruộng còn thóc bảo nhau đừng nộp cho giặc, dân thành phố bảo nhau kéo đến đốc lý, dân quê rủ nhau kéo đến phủ huyện, tỉnh trưởng đòi cho phát gạo đủ ăn, bắt buộc giặc Nhật sẽ bớt khó thóc gạo đầy ních của chúng ra. Những ai còn thóc không đủ ăn, những ai kiếm tiền không đủ đông gạo, những ai sống vất vưởng chờ ngày chết đói, đừng rụt rè, đừng sợ giặc đàn áp, phải tìm cái sống trong cái chết. Ngô Chu, Báo Cứu Quốc, số 20 ngày 5 tháng 5 năm 45 Tỉnh Đinh Bộ Lĩnh chưa thóc chống Nhật ngày mùng 2 tháng 2 ta, sau cuộc xung đột Pháp Nhật và trước nạn đói khổ của đồng bào, Ủy ban Việt Minh ở đây liền kêu gọi quần chúng đến chia thóc hương lẫm tại hai xã Phúc Lai và thôn Trung. Dân bốn tổng ở hai phủ huyện kéo tới có hơn 3.000 người. Ủy ban làm mít tinh rồi chia thóc cho mọi người. Sau đó quần chúng lại kéo đến các nhà bọn phản động để lấy thóc chia nhau. Bọn hương lý phản động đều chạy trốn, trong đó có tên Lý Quanh ở Quỳnh Lưu, chạy thoát đi báo với chi phủ nho quan là Nguyễn Văn Thịnh đem lính về làng Lũ Phong đàn áp khám nhà bắt người. Khi sang đến thôn đồi, chi phủ gặp anh Lương Văn Mạc đường gánh thóc liền ra lệnh bắn chết tại chỗ. Quần chúng cùng hô to, lính Việt Nam đừng bắn người Việt Nam. Nhưng Thịnh cứ chuyển lính bắn xả vào trong lúc quần chúng đã nghe lời dơ tay lên. Cũng may dưới hiệu lệnh của ủy ban, ai nấy đều núp vào các gốc cây nên không ai bị đạn anh Lương Văn Tài bị tên chi phủ bắn xuống lục, chúng bộ ngã xuống. Trước khi tắt thở, anh còn hô anh em hãy làm chọn nhiệm vụ và báo thủ cho anh. Đồng thời, ban xung phong cũng chém chết tên lục sự và đánh ngã linh tí, chi phủ và đồng đảng chạy tán loạn. Liền đó, ban chỉ huy kêu gọi lòng anh Dũng của quân chúng đề phòng chiến đấu với quân Nhật sắp tới, tức thì 200 người hàng hái theo lệnh. Nhưng Ủy ban chỉ chọn lấy 120 người, cắt đi mai phục các nhà hợp với 20 anh em trong dân tộc thiểu số đem súng hỏa mai đến cứu viện. Dân các làng tranh nhau nấu cơm cho bộ đội ăn. Ngày hôm sau, bảy Tết Nhật đem hai khẩu súng liên thanh về làng tuần phòng xem xét chỗ chiến đấu trước và khám nghiệm tử thi lục sự cùng lính tí rồi kéo đi. Dân quân kéo đến mộ hai anh Tài và Mạc làm lễ truy điều, bắn súng chỉ thiên và khuyến khích tinh thần quần chúng. Từ hôm ấy, chính quyền về Việt Minh các tổng lân cận yêu cầu ủy ban đến chia thóc và sự kiện cho dân. Tự vệ đeo khí giới đi diễn thuyết và giữ trật tự các chợ, trị trộm cướp cho dân làng vào nhà thờ đạo giải thích chính sách Việt Minh, bọn chó săn đầu hàng và làm đơn xin tha tội. Đến ngày mùng 10, chi phủ lại đem luôn hai lính Nhật và 10 lính khố xanh về làng Lũ Phong, nhưng chỉ nghe ngóng mà không dám đi đâu. Hiện nay dân quân còn thủ thế để chờ cơ hội khởi nghĩa Báo Cứu Quốc số 20 ngày 5 tháng 5 năm 45. Các quan chức lý dịch và liên đoàn thóc gạo phải ủng hộ dân chúng không nộp thóc cho Nhật. Mặc cho dân ta chết đói, giặc Nhật vẫn ra lệnh thu nốt thóc vụ mùa và sửa soạn thu thóc vụ chiêm. Nhưng để làm bớt phong trào đấu tranh không nộp thóc của dân ta đừng lan tràn, Bảo Đại đã ra đạo dụ miễn nộp thóc cho dân Trung Kỳ một vài tờ báo thân nhật cũng lên giọng sỏ lá Xin miễn thu thóc những dân vùng Nam Định Thái Bình và Ninh Bình Vì chúng biết không còn để moi đầu ra thóc nữa Mặc dầu dân ta quyết không nhượng bộ giặc Nhật Quyết không mắc hạm bọn tay sai của giặc Nhật Nhiều làng vẫn cương quyết không nộp thóc cho Nhật Phải, không nộp thóc cho Nhật Tức là không cam tâm chịu chết đói Và nhất định giành quyền sống về mình Phải, không nộp thóc cho Nhật tức là không chịu nuôi giặc cho béo để chúng bóc lột và giết hại mình. Các quan chức và các hào lý, các ngài không thể làm tay sai cho giặc thúc dân nộp thóc để hãm dân vào cảnh chết đói. Các ngài có thể tìm cách này hay cách khác giúp dân. Các liên đoàn thóc gạo, các ngài không thể làm trung gian thu thóc cho giặc để hãm hại đồng bào. Các ngài có thể tìm việc làm ăn khác hơn. Dân chúng không nộp thóc hòa với quan lại lý dịch và liên đoàn không thu thóc giặc nhật nhất định không moi được hồ tóc nào dân tộc ta tất nhiên đỡ chết đói nhiệm vụ đối với đồng bào tổ quốc các ngài không thể từ chối một bổn phận phải làm dân chúng luôn nhìn vào thái độ cử chỉ có công hay có tội với dân nước của các ngài báo cứu quốc số 22 ngày 5 tháng 6 năm 45 thóc ngày nay muốn phỉnh dân ta giặc nhật bỏ lệnh thu thóc tạ ở trung kỳ Chúng thờ biết Trung Kỳ là một xứ sản xuất ít thóc gạo. Bỏ lại thóc tạ ở Trung Kỳ, giặc nhật không những không thiết mấy, lại có thể nhân đó mà tô son vẽ phấn cho tượng bảo đại và bồi nhìn kim, hòng dùng bọn đó lừa gạt nhân dân. Ở à Bắc Kỳ, chúng biết dân rất oán chính sách thu thóc tạ, nên chúng tuyên bố chỉ thu thóc của những điền chủ cấy từ 100 mẫu, hay nếu không đủ, từ 50 mẫu trở lên là cùng. Nhưng nói một đằng là một nẻo, hay nói hai giọng, đó là thói quen của Nhật. Những người có dưới 50 mẫu đang hí hưởng mồng thầm thì bỗng một lệnh mới đã làm cho họ thất vọng. Các báo hàng ngày đăng những nhà có từ 3 mẫu trở lên cũng phải bán thóc cho chính phủ hay cho các cơ quan thầu việc tiếp tế cho nhà binh với cái giá mỗi tạ 120 đồng. Ngoài nông phố ngân hàng được độc quyền thu thóc cho quân đội Nhật, không ai được buôn hay tài gạo ngoài 50 cân. Tin nhân dân được tự do buôn bán gạo đã thành tin vịt, lệ bán gạo bông cho dân thành phố bị bãi. Trái lại, chính phủ Nhật đang cho in thêm 2 tấn giấy bạc dự định cho nông phố ngân hàng đi mua vét hết gạo trong dân gian. Rồi đây, giá thóc gạo lại tăng vọt, chỉ chết con nhà lao động. Giặc Nhật tìm đủ cách quỷ quyệt giữ độc quyền thóc gạo và cướp thóc, song chúng vẫn không chắc thu đủ số thóc đã định nên chúng gán cho mỗi tỉnh Bắc Kỳ phải thu một số tóc nhiều hơn số thóc phải nộp cho Pháp năm ngoái. Ví dụ tỉnh Hải Dương năm ngoái phải nộp 4 vạn tấn, thì năm nay phải nộp 5 vạn 1 nghìn tấn. Theo sự dự đoán của Túc Mễ Cục, số thu hoạch vụ chiêm này kém vụ chiêm năm ngoái 26%, mà số tóc phải nộp cho Nhật lại nhiều hơn, cô nguy không? Đó, đồng bào thử coi, giặc Nhật quỷ quyệt tàn nhẫn, gian tham biết mấy, kẻ nào nhầm tưởng giặc nhật bỏ lệ thóc tạ hãy mau tỉnh ngộ thể lệ thu thóc và kiểm soát thóc gạo của nhật còn thâm hiểm hơn và tai hại hơn của pháp nữa nếu chúng không cút sớm đồng bào ta sẽ chết đói nhiều hơn không nộp thóc cho nhật không bán thóc cho các nhà thầu của nhật giàu nghèo đoàn kết chống lính nhật thu thóc tạ phá các kho thóc của nhật chia cho dân nghèo tiến lên đuổi nhật ra khỏi nước chỉ bằng những cách ấy chúng ta mới khỏi chết đói mà thôi Báo cả giải phóng số 14 ngày 28 tháng 6 năm 45 Không nộp thóc, bán thóc cho Nhật Trong vừa vết thóc gạo của dân ta, giặc Nhật vừa xoay một tổ đoạn mới Đạo nghị định của không sai Bắc Kỳ phan kế toại ra ngày 7 tháng 6 Tây vừa rồi Đã tuyên bố thôi không thu thóc về vụ chiêm nữa Thế thế, dư luận nhiều người tỏ ý hoan nghênh Các báo thân Nhật thi nhau ca tụng vị thủ hiến của họ có kẻ dám bảo đạo nghị định kia nên ghi vào lịch sử. Chúng tôi phải nói thẳng ngay rằng, nghị định ấy là nghị định phỉnh phờ, lừa bịp để giết dân ta một lần nữa. Vì, một, việc thu thóc vụ mùa vừa qua đã đem lại cho giặc Nhật nhiều khó khăn. Tại mấy tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Nam, giặc Nhật không thể dốc ngược những thây chết đói để tỏi ra thóc đã đành. Tại những nơi khác, sự khó khăn cũng không kém. Nhất là phong trào chống thóc của dân ta đã làm cho Nhật phải ngừng tay. Chúng thấy dùng võ lực không đổ, phải xoay ra một mưu trước khác. Hai, Khâm Sai Phan kế toại một mặt vừa ký nghị định bãi thu thóc vụ chiêm thì một mặt khác lại ký nghị định bắt những điền chủ từ 3 mẫu trở lên phải bán hết thóc cho chính phủ, nghĩa là vẫn phải nộp thóc như trước. Mặc dầu giá mua có tăng lên, dân vẫn bị lỗ, mua thóc ấy để làm gì? Trong bản thông cáo của phủ Khâm Sai vào ngày 21 tháng 6, Phan Kế Toại đã nói trắng ra rằng chính phủ đã phải đảm nhận lấy việc mua số tóc nhất định để tỏ bổn phận hợp tác với quân đội Nhật Bản. Báo Cứu Quốc số 25 ngày 5 tháng 7 năm 45 Giữ lúa mà ăn Gần đây giặc Nhật cho in ra bạc giấy rất nhiều và đã trở về thanh hóa một xe bò đầy toàn giấy 1.100-500. Chúng cho lũ tay sai đi các vùng quê mua lúa, có khi đắt hơn giá chợ nữa, Chúng cốt vét hết lúa để triệt lương quân đội du kích, quân đội đồng minh. Hơn nữa chúng định xô dân chúng vào cảnh đói hơn trước để không còn tinh thần lực lượng mà chiến đấu được nữa. Thật là mưu sâu độc ác vô cùng. Những vụ đói vừa rồi còn đang làm ta dùng rợn cô đầu ta lại dại dột mắc lửa. Nhất định phải bảo nhau không nộp lúa và đừng bán lúa cho Nhật. Chứ nên tham một ít lợi để rồi giết mình, giết nhà, giết nước. Các bạn điền chủ hãy tìm bán cho các bạn hàng xáo các bà hàng sáu hãy tìm bán cho bà con ăn đồng. Chúng ta phải kiếm đủ cách để gạo ta và nồi ta, đừng cho một hạt gạo lọt vào kho Nhật. Đó cũng là cứu mình, cứu nhà, cứu nước vậy. Ái dân, báo khởi nghĩa số 6, cơ quan tuyên truyền của Việt Minh Quang Trung, ngày 15 tháng 7 năm 45.